Đi dẫn đi. Rồi đi nữa, đi đi chạy đi. Còn cái hình thức bây giờ mình đặt mình bán thế nào? Ai đầu công trình đúng không? Mày biết thông tin đi, mày biết thông tin đi. Có thông tin thì đưa thông tin đi thôi ạ, à, cho. Bao nhiêu tiền thì nó báo cho. 5 hai đầu là bị sắc đúng không? Đủ bao nhiêu? Kích thước bao nhiêu? Mà họ kích thước bao nhiêu là tao giới thiệu bạn cho. Người thông tin là kêu nó làm cho hả cho đúng quan trọng của tên trình mình đi dài không luôn nó không quy cách đâu mà qua đây nhiều lắm. Thì có gì đó tùy mình.